Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Phát. Thì ngày hôm nay Phát xin giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm tripod mà đã có những cái tính năng mà rất là hay, nhưng cái giá thành của nó thì lại cực kỳ rẻ. Thì để chờ xem là cái sản phẩm này có gì đặc biệt. Yo, I never fuck Wayne, I never fuck Drake. All my life man fuck sake. Trong cái bộ tripod của Bike này cái tripod của mình nó sẽ có ba cái linh kiện. Cái thứ nhất là cái đầu dầu. Đầu dầu này là dành cho chụp ảnh nha các bạn. Thì chút xíu mình sẽ giới thiệu các bạn. Còn cái này là cái đầu dầu dành cho quay phim. Cái đầu dầu này thì nó có thêm cái thanh để mình quay phim này các bạn. Đấy. Ngoài ra thì cái phần mà bộ phận quan trọng nhất của cái tripod ấy, đó chính là cái chân tripod. Đây, cái thân và cái chân của tripod nha. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về cái chân tripod này đi nha. Cái phần chân tripod này á, thì nó có cái thiết kế là vô cùng đẹp nha các bạn. Tại vì á, cái thiết kế của nó là hoàn toàn bằng kim loại, mà ở đây nó còn được nhấn nhá bằng cái màu vàng đồng nha các bạn. Phần đỉnh của nó trên đây cũng vậy. Thì đa số của nó là bằng kim loại. Ở đây mình có cái điểm mút nữa nè, để mình cầm cho nó đỡ trơn và nó dễ chịu hơn. Thì cái thiết kế này thì mình đánh giá cao, bởi vì nó khá là chắc chắn nha. Cái phần ngoài ra, cái phần đặc biệt của cái tripod này á, đó chính là cái phần chân. Cái phần chân để nối dài gái. Đây, thì ở đây á, cái thiết kế của nó lạ lắm các bạn à. Tại vì bình thường cái chân tripod á thì nó được thiết kế theo cái dạng là khóa chốt. Còn ở đây á, cái khóa của nó lại là theo dạng xoay. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà mình mở ra thì nó xoay rất là dễ nha. Khi mà mình siết vào nha. Đây, mình siết vào nha. Đây, mình siết thật là chắc nha. Ôi dồi ôi, nó rất là chắc chắn nha các bạn. Đây. Rồi, ngoài ra thì cái tripod này á, nó có thiết kế lạ ở cái chỗ á, là cái phần này nè, nó có thể tháo rời ra được. Và tại sao mà nó tháo rời ra được thì mình sẽ nói cho các bạn nghe vào cái phần tiếp theo của video nha. Cái phần mà nói về cái chức năng của cái tripod này á, thì bỏ qua cái phần thân này nha. Thì tiếp theo mình sẽ đến với cái phần đầu dầu của cái dùng để cho chụp ảnh nha. Thì cái phần đầu dầu này thì mình đánh giá là nó khá là tốt, tại vì mình cầm vô là mình thấy nó nặng trịch nè, nó rất là chắc chắn. Ngoài ra thì cái phần đầu dầu này nó còn có mấy cái này là mình gọi là cái gì ta, cái này mình gọi là cái la, dạng như là cái đồ để cân khi mà mình đặt đứng như vậy nè. Thì mình khi mà mình thấy cái giọt nước này nó ở trong cái tâm tròn á, đây cái giọt nước này đây, nó ở trong cái tâm tròn này á, thì nó sẽ cân bằng. Ngoài thì bên đây cũng có một cái này thì dùng để cho khi mà các bạn để cái máy ảnh nghiêng như vậy nè. Đây, các bạn để cái máy ảnh nghiêng như vậy nha. Đây, các bạn để máy ảnh nghiêng như vậy thì cái này mình dùng để cân được luôn nè, cũng như cái này thôi. Đấy, nó vô cùng là độc đáo và nó tiện lợi nha. Đặc biệt thì trong chụp ảnh á, thì các bạn biết rồi, cái yếu tố mà bố cục á, nó thăng bằng á, là một cái gì đó nó rất là cơ bản. Nhưng mà nhiều bạn như mình á, kể cả mình á, thì mình cũng hay là đặt bố cục nó hơi bị lệch á các bạn, nó hơi bị nghiêng ấy, kiểu vậy. Thì có cái này thì nó vô cùng tiện dụng. Thì ở đây nó có nhiều cái nấm xoay nè. Cái nấm xoay này thì nó khá là tốt nha. Nó có điểm cao su mềm ấy. Đấy, gờ vào khá là chắc chắn nha. Thì nó còn có cái viền chỗ này nè. Cái viền chỗ này là cái trục xoay ấy. Khi mà mình mở cái trục này ra này thì mình xoay được cái chỗ này nè. Đấy, đây, đây, đây. Thì nó cũng có cái nhấn nhá bằng cái màu vàng đồng. Nó khá là đẹp nha. Đây, thiết kế nó đây. Ôi dồi, nhìn chắc thế nhờ. Không ngờ một sản phẩm mà có giá tốt như thế này mà lại có được cái chất lượng như thế này nha. Rồi, ngoài ra thì đây là cái phần mà đầu dầu mà mình hay xài nhất nha. Tại vì cái phần đầu dầu này thì mình vừa quay phim mà mình vừa chụp ảnh được luôn ấy. Đây, cái phần đầu dầu này thì nó khác gì so với cái đầu dầu bên đây. Nó khác ở một chỗ là nó có cái tay cầm. Và cái tay cầm này á, thì khi mà bạn quay á, ví dụ như vậy đi, thì bạn xoay nó rất là dễ. Đấy. Ngoài ra thì cái phần đầu dầu này á thì các bạn phải mua trong cái bộ combo nó mới có, chứ các bạn mua mà cái bộ cơ bản thì nó không có đâu, nó chỉ có cái đầu dầu này và cái thân thôi. Đây, thì cái phần đầu dầu này thì về công năng thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà về tính tiện dụng thì nó tiện dụng hơn nhiều, tại vì các bạn quay nó sẽ dễ dàng hơn. Còn bên đây á, các bạn
các bạn xoay như thế nào, các bạn phải cầm máy các bạn xoay thì nó bị lệch nè. Ngoài ra thì nó rất là khó, hoặc là các bạn cầm cái này xoay à, cái này thì nó quá ngắn đi nhờ. Rồi cái phần đầu dầu bên đây, à mình quên nói một phần nha, thì trong cái thiết kế của đầu dầu á thì nó còn một cái phần, là cái phần này là cái phần gắn cái mảnh lên nè. Thì mình đánh giá cao bên Baiken họ đã thiết kế cái này nha, tại vì cái thiết kế này mình thấy nó rất là tiện. Cái nhất là nó tiện chỗ nào, đây cái con ốc mà dùng các bạn xoay vào cái chân máy ảnh ấy, xoay vào đít cái máy ảnh chứ, đây cái phần đít của máy ảnh đây, thì nó có con ốc cái này nè, các bạn gắn vào các bạn xoay vào đúng không. Thì bình thường á các cái hãng tripod khác á thì các bạn phải dùng tu vít, nhưng mà ở đây á thì các bạn có cái lẫy trong này nè, các bạn đẩy lên và các bạn xoay được, đây nó cực kỳ tiện lợi nha. Bên cạnh đó thì họ cũng khá là tỉ mỉ, bởi vì cái phần này là làm bằng hoàn toàn bằng kim loại. Chỉ có cái chỗ này á, là cái điểm này là bằng cao su, để cho khi mà các bạn đặt cái máy ảnh vào á thì nó không bị chạy cái máy ảnh của các bạn. Đây rồi, vô cùng chắc chắn nha, đây cực kỳ đẹp nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công năng của cái tripod này nha. Tripod này thì nó có những cái chức năng và công năng như thế nào nhỉ? Thì đầu tiên á, cái tripod này á, do có thiết kế của nó là bằng hoàn toàn kim loại nên là nó rất là chắc chắn các bạn. Đây các bạn nhìn nè, đây rồi nó vô cùng là chắc chắn. Ngoài ra để mà tăng thêm cái phần khi mà các bạn chụp ảnh á, các bạn để những cái mảnh to như vậy nè đúng không, rồi gắn vào đây, đây gắn vào đây thì Baiken nó đã có thêm một cái tính năng, đó là các bạn có thể móc những cái vật nặng vào đây để cho cái tripod của mình nó có một cái trọng tâm vô cùng vững vàng đấy. Và cái tripod này nó có thể thay đổi theo những cái địa hình khác nhau, bởi vì Baiken thiết kế theo cái phong cách như vậy, cái cấu tạo như vậy là để cho các bạn sử dụng được nhiều dạng địa hình khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể đẩy cái lẫy này ra để các bạn hạ cái chân tripod xuống như vậy, để cho những cái địa hình nghiêng như vậy là thì cái tripod của bạn vẫn có thể đứng vững nha. Đấy, và không chỉ là một chân này nha, mà là ba chân các bạn đều có cái lẫy đấy. Đây các bạn có thể mà các bạn có thể đẩy cái tripod của mình hạ trọng tâm xuống để cho những cái shot chụp mà nó thấp ấy cho nó đẹp hơn. Đây rồi, nếu mà các bạn không thích nó thấp như vậy thì nó vẫn còn cao mà, thì các bạn còn thêm một cái cách dùng nữa, đó chính là các bạn xoay cái nút ở dưới này ra. Đây, sau khi mà các bạn rút cái này ra thì các bạn có thể là lấy cái cây này lên nè, đây lấy ra luôn và các bạn đảo ngược chiều nó lại đấy, và các bạn chỉ cần siết cái này ra thôi. Đây, và thế là chúng ta còn có thêm một cái tripod nó còn thấp hơn như lúc trước nữa. Đây, nó còn thấp hơn trước nữa nha các bạn. Đây, mình có thể gắn cái trục máy ảnh vào, mình đưa cái này lên cao xíu nha. Gắn cái cục này vào. Đấy. Thế là mình có thể chụp những bức ảnh dùng tripod nhưng lại thấp sát mặt đất luôn. Đó là một cái tính năng mà cực kỳ hay do cái thiết kế độc đáo của Baiken mà nó có được những cái công năng như vậy. Thì bên cạnh đó, cái tripod này nó còn có một tính năng mà không bao giờ có những tripod khác nó cùng tầm giá mà có được. Đó chính là cái tính năng về cái chân, một cái coi như là một cái cấu tạo mua đun, cấu tạo rời ấy. Đây, mình sẽ cho các bạn coi nha. Thì thay vì mình dùng tripod như kiểu bình thường thì mình có thêm một cái kiểu dùng rất là đặc biệt nha. Đây, mình rút cái này ra nha các bạn. Rồi, sau khi mình rút cái phần này ra thì mình sẽ rút thêm một cái phần nữa của tripod là phần này. Từ đầu mình đã nói bạn rồi, cái này nó tạo ra điểm nhấn, cái này là nó có cái công năng của nó là các bạn chỉ cần xoay ra như vậy là nó sẽ thành một cái chân mà thường ấy thì trong chụp ảnh ấy, chúng ta cũng có dùng nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì cái người mà dùng nhiều nhất cái tính năng này đó chính là những cái anh mà xài mixer. Đấy, mấy anh mà trong mấy cái đoạn phim mà các bạn sẽ thấy là sản xuất sơ như vậy nào. Đấy, thì
cái chai chương chai bóp này nó lại làm thêm được cái tính năng này mà nó lại cực kỳ dài. Các bạn đây mình sẽ cho thấy cái, cho các bạn thấy cái độ dài của nó nha. Đây đấy, trời ơi nó dài chưa các bạn à. Còn gì nữa mà vô cùng chắc chắn ngay, nó bằng kim loại đấy các bạn. Đấy vô cùng chắc luôn. Đây và đây chính là một cái điểm mấu chốt, đó là thiết kế module của cái dòng sản phẩm Bike này. Đây nhờ cái thiết kế module như vậy á mà nó có được nhiều cái tính năng vô cùng độc đáo nha. Đấy và cái bộ sản phẩm của chúng ta thì với cái giá thành mà các bạn không thể nào ngờ được đâu, cái giá thành của bộ sản phẩm này nó chỉ từ 850.000 thôi ạ. Đây là một sản phẩm mà vô cùng hời với những cái tính năng mà các bạn đã thấy rồi nhá. Lúc nãy thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái công năng, cái tính năng của cái chân chatbot rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tính năng của cái đầu dầu cũng như là cái cách sử dụng của nó nha. Thì cái cách sử dụng của cái đầu dầu này thì nó khá là đơn giản. Bike thì họ chỉ thiết kế cái đầu dầu này một cách phổ thông bình thường thôi, nhưng mà nó vẫn có những cái điểm đặc biệt và nó vô cùng tuyệt vời nha. Thì đầu tiên cái đầu dầu này thì nó có những cái nút xoay là ở đây và hai nút ở đây nữa. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái nút chỗ này nha. Đây là cái phần nút mà để bạn cố định cái then cài thẳng vào. Đây là bạn siết vào. Đấy vô cùng chắc chắn nha. Thì ngoài ra thì cái nút chỗ này thì còn có nút chỗ này. Nút chỗ này là để khóa cái trục xoay ngang. Đây khi mà các bạn chặn cái này mà thả lỏng đây thì mình sẽ dễ dàng quay ngang hơn. Khi bạn siết lại thì nó khó mà nó đứng lại được. Còn đây là cái nút thứ ba, nút xoay này á, thì nó để cho các bạn xoay như vậy. Đấy khi bạn siết lại thì dĩ nhiên là siết cứng lại thì nó sẽ không di chuyển được, siết cho dù vừa thì nó cũng di chuyển được, nó nặng hơn. Đấy còn một cái phần nữa là cái nút xoay chỗ này á, là để các bạn cân bằng cái độ nghiêng của máy ảnh. Đây thì làm cách nào để các bạn biết chính xác là cái máy ảnh của mình nó nằm ngang đường chân trời rồi, thì ở đây ở cái phần này của cái tripod thì nó sẽ có cái điểm giọt nước để mình cân. Thì khi nào cái điểm này mà nó nằm ở chính giữa thì là cái tripod của các bạn đã cân rồi. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái điểm ở bên đây nữa, thì dành cho các bạn mà quay dựng mà các bạn quay máy ảnh theo trục đứng ấy. Đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Mà các bạn mà dùng máy ảnh mà để quay TikTok ấy thì nó sẽ như vậy, và nó có cái chỗ ở trên đây thì mình có thể cân được nha các bạn. Đó là cái đầu dầu của quay dựng nha các bạn. Đây. Và tiếp theo đây. Còn cái thì với cái thiết kế đây thì cái bộ sản phẩm của chúng ta với cái thiết kế như vậy, chúng ta có gì ở cái chatbot này? Đầu tiên á là thiết kế module. Đây thiết kế module, cái chỗ này là vô cùng là hay nha các bạn. Đấy thì thiết kế module và cái phần hoàn thiện nó bằng kim loại. Bên cạnh đó là có những cái điểm cao su để chúng ta cầm nắm dễ dàng nè. Còn lại thì có những cái nút xoay thì nó làm bằng cao su mềm hoặc là cái nhựa cứng. Đấy thì mình thấy là cái phần hoàn thiện này nó rất là tốt trong cái tầm giá. Thì cái tầm giá của cái bộ tripod này á thì nó chỉ dừng ở mức là 850.000, chưa đến 1.000.000 nữa các bạn ạ. Thì chúng ta đã sở hữu ngay một cái tripod mà nó có những cái tính năng mà vô cùng hay và độc đáo.
I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, getting the looks in the band, legacies.